Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống nước ta, cộng thêm với trường gió phân kỳ tầng khí quyển trên cao. Vì thế mà khu vực Bắc Bộ chuyển sang hình thái quang mây, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm. Ở Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 8 đến 11 độ C, còn vùng núi sẽ từ 4 cho đến 7 độ và nơi cao hơn sẽ dưới 2 độ. Cần đề phòng với khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ban ngày trời có nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng nhẹ ở ngưỡng từ 16 đến 19 độ C, còn phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn từ 21 đến 24 độ. Hình thế thời tiết này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 12. Còn tại khu vực miền Trung, trong đêm nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa nhỏ và mưa rào, có nơi mưa vừa và mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm và có nơi trên 50 mm. Ban ngày nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng từ ngày mai, ngày 23 tháng 12 và có nơi có mưa to và dông. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra. Nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 16 cho đến 18 độ C. Còn tại khu vực Nam Bộ, trong hôm nay và ngày mai vẫn sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 25 đến 28 độ, còn khu vực Nam Bộ sẽ từ 30 cho đến 34 độ C. Chuyển sang thời tiết trên biển. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và sang đến ngày mai, ngày 23 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3,5 m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 cho đến 7 m và biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Thưa quý vị, bệnh đốm trái, nổ trái là một bệnh phổ biến trên cây ớt. Trước đây thì bệnh chủ yếu gây hại trong mùa mưa và khi trái đã già chín trở đi. Tuy nhiên thì thời gian gần đây, bệnh đang có chiều hướng phát sinh và gây hại sớm hơn ngay cả khi trái còn non, làm cho trái non bị rụng do trồng ớt liên tục trong nhiều năm. Bệnh có thể gây hại nặng ngay cả trong mùa khô nếu gặp điều kiện ẩm độ cao, do là sương mù nhiều hay tưới nước nhiều, tưới liên tục. Vết bệnh lúc đầu sẽ là một đốm nhỏ hơi lõm trên bề mặt của vỏ quả. Vết bệnh thường có hình bầu dục hoặc là hình thoi, màu nâu đen hoặc là màu vàng, trắng bẩn. Kích thước vết bệnh có thể trên dưới 1 cm tùy thuộc vào từng giống ớt. Để khắc phục, bà con cần lưu ý các biện pháp ngay sau đây. Trước tiên, cần gieo trồng ớt ở mật độ thích hợp, cần thu hái các trái bệnh đem tiêu hủy, luân canh và không trồng cây họ cà ớt trong vòng từ 2 cho đến 3 năm. Chọn giống kháng bệnh, tăng cường bón thêm phân chuồng hoai mục cho ruộng ớt. Và ngoài ra thì cũng cần tránh trồng ớt trong mùa mưa. Phun thuốc Copper B75WP, SCORE 250EC, APENCAP, Folpan 50SC với nồng độ 0,2 đến 0,5% khi bệnh gây hại. Ngoài ra cũng cần bón cân đối NPK và đặc biệt bổ sung đầy đủ nguyên tố vi lượng cho cây ớt. Như thường lệ, trong phần thời lượng cuối cùng của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trên cả nước vào ngày mai.